Khoảnh khắc của cặp đôi đang khiến các cầu thủ, bình luận viên bóng đá và cư dân mạng dần dần. Cô gái này không ai khác chính là Hòa Minzy. Mới đây, trong đám cưới của vợ chồng Đình Trọng, cả Văn Toàn và Hòa Minzy đều có mặt để chúc phúc cho cặp đôi. Điều đáng nói là chàng cầu thủ đăng ảnh thân mật cùng nữ ca sĩ và viết caption: "Tạo si cam đan". Hình ảnh mới nhất của Văn Toàn và Hòa Minzy ngay lập tức, Hòa Minzy để lại bình luận: "Bạn, màu, nhỉ. Ở bên Hàn cô đơn quá về đây làm loạn à". Khoảnh khắc này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả làng bóng đá nói riêng lẫn cư dân mạng nói chung. Các cầu thủ Duy Mạnh, Nhâm Mạnh Dũng, Phạm Tuấn Hải cũng trêu đùa Văn Toàn và Hòa Minzy. Cư dân mạng thì khỏi phải nói, để lại hàng loạt ý kiến ủng hộ, mong cặp đôi đến với nhau. "Ủng hộ đôi này, nét mặt cũng phù thề nhé em, đẹp đôi quá, trai tài gái sắc, sao tôi mong cặp này đến với nhau vậy nè, hai người này mà thành đôi chắc hài lắm đây". Thực tế trước khi hình ảnh này xuất hiện, cặp đôi đã nhiều lần được netizen đẩy thuyền. Hồi tháng 4 vừa qua, khi Hòa Minzy sang Hàn Quốc đi diễn và tổ chức sinh nhật cho Văn Toàn, dân tình cũng để lại nhiều bình luận khen đẹp đôi. Tuy nhiên nữ ca sĩ đã nhanh chóng phản đối: "Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xóa clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời". Được biết Văn Toàn và Hòa Minzy quen nhau từ năm 2014, khi chàng cầu thủ và các đồng đội được nhiều người biết đến trong màu áo U19 Việt Nam. Từ đó đến nay đã chục năm trôi qua nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Về phía Văn Toàn, chàng cầu thủ vừa làm tân gia nhà mới cực hoành tráng cho bố mẹ ở Hải Dương cách đây không lâu. Sau khi những hình ảnh của căn nhà được xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng liền trêu Văn Toàn chỉ còn lấy vợ nữa là trọn vẹn. Em gái và bạn thân cũng xác nhận chàng cầu thủ đang độc thân, công khai tuyển người yêu cho anh chàng.